Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Wabi Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong Wabi. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, vậy là cuối cùng một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter 1079 cũng đã được xuất bản, với rất nhiều những thông tin xảy ra ở bên trong hòn đảo hết, đặc biệt là những thông tin xung quanh trận chiến với sân tốc đỏ và Kick. Và mới đây, nhà cung cấp thông tin Redon cũng đã cập nhật thêm một vài thông tin của chapter, đặc biệt là tình hình hiện tại của Kick sau khi lãnh đòn tấn công chí mạng của sân tốc đỏ ở chapter này. Và cho nên nó khiến tôi ngay lập tức phải làm video này cập nhật tin tức đến với anh em. Còn như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Ngoài ra, anh em hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1079 là băng hải tặc tứ hoàng tóc đỏ. Và tên tiêu đề cũng như nội dung chính của chapter này là để nói về sức mạnh của băng hải tặc tóc đỏ, đặc biệt là tứ hoàng sao tóc đỏ với sức mạnh kinh dị của mình, người đã phá vỡ giấc mơ trở thành vua hải tặc của Kick. Mở đầu chapter, bản sao bên cầm sáu giót đã ra lệnh cho tất cả các Seraphim giết hết tất cả mọi người, ngoại trừ bản thể Vegapunk thật. Sau khi phát hiện ra chúng người thế giới đã phong bội mình, rất có thể sau khi bắt giữ Vegapunk và nói ra yêu cầu của mình trở thành một thiên long nhân, thì chúng người thế giới đã yêu cầu từ chối này của bản sao bên cầm sáu giót. Và điều này đã khiến bản sao này cho rằng chính quyền thế giới đã phong bội mình. Thông tin tiếp theo là về bản hải tặc tứ hoàng đầu đàn. Theo đó, ở gần hòn đảo hết, chúng ta thấy có một con tàu treo cờ của bản hải tặc tứ hoàng đầu đàn. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết ai đang có mặt trên tàu của bản hải tặc đầu đàn, có lẽ phải chờ chapter đầy đủ chúng ta mới có thể biết được. Nhưng dù đó có là ai đi chăng nữa thì tôi đang thật sự lo lắng cho lò nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong Wabi, bởi sau khi nhìn thấy những gì mà sao tóc đỏ đã làm với Kick, thật sự quá kinh dị. Còn đó là gì thì mời các bạn xem tiếp. Thông tin tiếp theo là về trận chiến với sao tóc đỏ và Kick tại xứ sở của những người khổng lồ Ebat. Theo đó, chúng ta thấy sao tóc đỏ sử dụng chiêu thức Kamusari, chiêu thức mà vua tặc Roger dùng để chiến đấu với Oden nhiều năm về trước, và Kick đã hoàn toàn bất tỉnh trong đòn tấn công này, và nó tương tự như những gì mà chúng ta nhìn thấy ở cung tranh này. Vậy là cuối cùng, sau khi được sao tóc đỏ đưa ra hai sự lựa chọn thì Kick đã quyết định chọn và đối đầu trực tiếp với sao tóc đỏ, và Kick thật sự đã bị đánh bại, một kết quả không thể nào nhỏ hơn dành cho Kick. Ngoài ra, các thành viên trong bản hải tặc của Kick đã quyết định đầu hàng và giao hết toàn bộ các bản sao Rock Bunny Glitch cho bản hải tặc tóc đỏ. Để rồi sau đó, hai người khổng lồ là Brogy và Dogy đã phá hủy con tàu Victoria Bin của bản hải tặc Kick. Để rồi cuối chapter, người dẫn chuyện cũng đã thông báo như sau: tại tầng thế giới trên hòn đảo của xứ sở những người khổng lồ Ebat, bản hải tặc Kick do thuyền trưởng Kick lãnh đạo, người có tới tiền tị nã là 3 tỷ berry, thật sự đã bị đánh bại. Ngoài ra, Oda không đề cập tới giấc mơ trở thành vua hải tặc của Kick ở chapter này. Điều này có nghĩa Kick và bản hải tặc của mình vẫn còn cơ hội sống sót. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất: tuần sau không có chapter mới, và những thông tin cơ bản đầu tiên của chapter 1080 sẽ được công bố vào đầu tháng 4 này. Thế nên là những thông tin đầy đủ của Spoiler One Piece chapter 1079 đề cập đến những thông tin ở bên trong hòn đảo hết, cùng với đó là màn thể hiện sức mạnh siêu kinh dị của sao tóc đỏ ở chapter này. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.